Hello anh em, đây là một câu chuyện ngắn về cuộc đời của anh em. Game pha trộn một chút kinh dị và một chút sầu lắng anh em nhé. Mình sẽ giả lập vào cuộc sống của một người khác. Và cậu sẽ hóa thân thành Ad Nam, một teenager. Ok, cái này chỉ là trong trí tưởng tượng của nhà phát hành thôi. Và chúng ta có 3 con đường để lựa chọn. Trời ơi, mới vô nghe căng thẳng vậy anh em. Hôm sao à, đây nhân vật của mình sao nó lạng lạng gì vậy, đồ họa hơi bị đẹp á. Tóc bị xù xù như anime luôn. Rồi đây nhà mình nè, ngồi kiểu gì ở đây? Có con mèo anh em. À anh này không phải mèo tôi, vậy là nhà tôi không phải đây rồi, chạy được anh em. Ồ trông khá là giống cái thế giới mở á. Có cái xe y chang, không có ai ở nhà. Ủa xe của người ta đấy, còi báo động rồi á. Hứt, băng qua đường anh em, băng qua đường luôn nè. Sang gặp bạn bè xem. Ê, nói chuyện con nhóc xem. Gì vậy? Ôi, mới đụng tí xíu là mặt hầm hừ à. Ê, giống quýnh chị mày à. Ôi dồi, nói gì này? Thôi không chơi. Ra kiếm cái anh đổ nón cam em. Trời ơi. Alo. Úi dồi ôi. Sao tôi đụng ai, người đó cũng giận dữ với tôi vậy. À có anh à, đổ nón lá anh em. Đó. Úi dồi ôi, đổ nón lá. Mặt thì râu ria, bận áo anime. À đây nhãn của tôi đây. Trời ơi, nó nói là tôi không muốn đi vô thông ở cửa sổ. Ủa trời đó, nhà mình mà cửa khóa rồi thế nào? Tôi đã làm mất chìa khóa rồi. Giờ tôi đi tìm nó, dễ thương không? Ê, có ai đang đứng đây nè anh em? Nhớ nói chuyện xem. Trời đất ơi, xung quanh là cây cối màu xanh à. Ơ? Hello, đây là Mia. À, tôi là một trong những cái nhân vật ở trong đây, trong cái con game này. Tôi đang chờ đợi xem là cái nhà làm game này sẽ làm cái gì với chúng tôi. Tôi rất là hào hứng. Tôi nghĩ vậy đấy. Trời đất ơi. Hey yo, tôi là Austin. À, tôi cũng đóng vai trong nhân vật ở trong con game này thôi. Tôi rất là vinh dự khi là một phần của tựa game này. Ôi, chóng mặt. Không thể nào chờ đợi hơn được nữa. Ha ha, cười dễ thương hả? Rồi, bây giờ đi tìm chìa khóa. Ủa sao tự nhiên có toilet nằm giữa thanh thiên vạch nhật? Ờ, toilet, ừ. Nó đó. Ủa sao chờ sáng chân vậy? Hả? Ôi dồi ôi, ngồi lên toilet cái tôi. Ủa sao giúp viên đi nổi ghẻ này? Trời ơi, vô nhà tắm mà anh em. Chắc là mình bị dơ quá rồi. Hả? Nhìn tôi trong gương. Cái gì vậy? Ê ê ê ê. Ở ngoài nó không cử động, trong gương cử động là ma đó nha. Thôi rửa tay. Thôi tắm anh em ơi, tắm à. Trời ơi, anh em trong cái mặt đó này. Có vẻ là khá là bất ngờ khi mà ngồi trên cái toilet. Rồi sao? Ngồi. Tắm không có xi nhê gì anh em ơi. Thôi đi ra thôi. Loneliness à. Rồi vào nhà của tôi rồi. Tôi không vào của chính mình, tôi vô toilet. Sau đó là vô căn phòng của nhà tôi luôn. Rất hay. Sao vẫn dơ này. Trời ơi, nhìn như cái bàn ấy. Lúc nãy nó để cái sự cô đơn anh em. Cái tên trong cái chat rồi đấy. TV, ừ, có một mình ơn hà. Có máy tính nè. Cái dàn game. Lớp nốt. Một cái ghi chú tình yêu. Đúng kiểu chơi tự kỷ anh em. Rồi mở lên cho sáng. Đi ngủ ha. Chắc đi ngủ thôi. Trời ơi, mặt buồn lắm. Ad Nam này có vẻ là hơi cô đơn anh em. Rồi đi ra ngoài. Don't let me go outside. Đừng để tôi đi ra ngoài. Làm ơn. À, có vẻ như là mình nhập tâm với nhân vật này lắm đấy. Nó đang nói chuyện với mình. Ơ à, sao vậy? Trời ơi, ổng đang ngủ anh em. Tự nhiên đập mặt xuống cái bàn ngủ luôn à. Nằm giường không ngủ, ngủ bàn. À có cái gì ở đây nè. Ôi anh ngồi một mình kìa.
Stupid not, một cái ghi chú ngu ngốc. Nhà một mình mà có tới 6 cái ghế. Ra được không? Không. Ủa tivi gì này? Ui. Ngồi một mình mà còn coi phim kinh dị nữa. Thôi. Oh no. Tắt 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 tắt. Ôi ôi. Tối hùa này. Ra được không? Ra được chưa em? Thật đấy, dừng lại đi, tôi không muốn đi đâu. Nhưng bây giờ còn gì nữa đâu mà làm ít nam. Mình ra á. Xin phép. Cậu đang làm cho tôi sợ đấy. Đừng cố ra ngoài mà. Nó càng nói tôi càng muốn ra nè. Ok. Đừng lại đi. Tôi không ra đâu. Tôi tự động vô ngủ luôn rồi. Không. Tôi muốn ra đấy. Mặc dù cười, cho dù cậu là ai, tôi cũng rất là ghét cậu. Cậu không hiểu cái sự khó khăn của tôi khi đi ra ngoài như thế nào đâu. Sao tự nhiên nó đánh vô đòn tâm lý mình hết anh em. Nào ra nào. À nó nói với tôi là cho dù tôi cứ bấm cái cửa bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn nhảy vô cái giường thôi. À, ra nè. Được. Rồi rồi tôi sẽ thử. Không, tôi không chịu nổi nữa rồi. Nếu như bạn ơi bấm vô cái cửa lần nữa thì sao? One more time. Tôi thề. Thề gì? Nobody trigger you hell. What let you down and it don't do it. Cái gì đấy? Cái chữ dưới đây anh em. Oh no 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 no. Ai đã chơi thế? Ôi game. Anh em không được xem cảnh này nha. Rồi. Tôi bất chấp quá, làm cho bạn ấy là nghỉ chơi tôi luôn. Gọi thoát game sao ra game. Chuyển hẳn sang game khác anh em à. Có vẻ là cậu sang cái kết dead end. Ok, tôi Austin biết rồi á. Bây giờ tôi nói chuyện với Nam xem. Không nói chuyện được. Rồi bây giờ tôi sẽ đi tìm cái ending khác. Trước mắt là tìm chìa khóa vô thẳng vào nhà. Đây có gì trắng trắng à này. Thế là mình có thể tương tác được đây. Ok. Có coi ông nào đấy đang đứng ở trên đây, đang bay. Ui, gì đây? Nào. Âm thanh nghe ghê quá. Nó nói cái gì anh em mà không đọc được ngôn ngữ của nó. Rồi chuyển sang cái thế giới chấm chấm chấm. Hello. Ui, trong mặt kìa. Xin chào đến một cái gì đó mà có thể gọi được à. The Wrecking Point. Có rất nhiều thứ để bạn khám phá. Hãy tự nhiên đi. Game đạt quá nào. Game cũng chịu khó chuyển cảnh lắm ấy. Nhảy à, nhảy được nè. Ở đây có một nơi mà chắc chắn cậu sẽ thích. Cậu có thấy vui không? Không, không có vui nha. Không, mới trả lời xong. Vậy tại sao cứ làm phiền nãy giờ? Ok, tôi không thể nào mà chịu đựng được những con người ở đây. Tôi không quan tâm. Và cả cậu như thế. Nè. Ok, fine. Tôi sẽ cho cậu cái nội dung để cho cậu tận hưởng. Bởi vì tôi rất là tốt. Mặc dù cậu không xứng đáng với điều đó. Trời ơi, ai nói chuyện với Bình ấy nhỉ? Nãy giờ đọc ngôn không à. Nào, xuất hiện. Ui dồi. Hả? Bạc tí. Bữa tiệc à? Mình đang tham gia vào cái bữa tiệc. Sao như mình nằm ớt ớ này? Cái này giống như là một cái nhân cách khác của tôi. Nhân cách khác của X-Nam. Nè, rất là vui vẻ anh em. Em nói chuyện xem. Tự nhiên đụng tôi cái mặt nó méo. Giống như vui buồn lẫn lộn vậy đấy. Rồi, ở đây có đồ chơi. À, cái máy chơi đồ chơi hồi xưa hả anh em? Có vẻ vui đấy. Ừ đúng rồi, chơi vô vui đi trời ơi. Mặt ít năm nãy giờ nó buồn. Thôi, có vẻ là nhập vô cái cổ máy này rồi anh em. Chuyển sang game. Game gì này? Game Pixel rồi. Này là tôi anh em.
hơi khó dòm nhở. Cho bà vẫn hình dung ra được đó là mình. Đó, có cái gì đây? À, ăn tiền à. Nó làm tôi nhớ tới con game Final Fantasy đấy. Mình chơi mini game thế này để mình hiểu ra cốt truyện. Hay cục thứ ba trước mắt tôi. Cục thứ tư luôn, thấy rồi. Từ năm luôn. Oh no. Cục này màu kỳ lắm nha. À không, cái này là một người khác. Hello human. À nếu như cậu muốn tôi mở cửa thì sao? Cậu cần tìm 5 cái quả bóng màu vàng. Nó rải rác trong cái bản đồ, tôi lượm được 3 cái rồi. Ok. Lượm được 3 cái giờ mới nói. Đây thấy rồi anh em, cục thứ 5 đây. Trời ơi. Đủ rồi đó, về. Nhảy lên là tự nhiên bầu trời khá là tối. Mở sẵn luôn rồi này. Ok. Mở rồi, tôi đi đây. Enjoy. Hãy tận hưởng khi mà tới một nơi khác. You win, thắng rồi. Ủa sao lại dev end đó nè. Ending này vui hơn mà, sao dev end nữa. Ok, lần này quyết tâm đi tìm chìa khóa anh em. Tìm xem còn cái đường nào khác hay không. Ui ôi. Ôi dọn, hên với nhà, xe tông không bị gì hết. Mà tôi nghe được cái âm thanh, cái tiếng hét của Roblox hồi xưa anh em. Giờ nó đâu có cho ở đâu. À ngay ngay, cái hang nó có cái đường anh em. Có bậc thang là để leo lên thử xem thế nào. Lên, lên. À đây, cái gì dạng dạng này, chìa khóa anh em. Nó nằm chìa khóa mình để trên này. Hiểu luôn. Rồi lấy vô mở cửa. Trời đất ơi, nó cát á. Nó đụng luôn thằng kia. Ten. Rồi vô được nhà rồi. Kỳ này thấy sáng sủa hẳn ra anh em. Không có cô độc như xưa. Có mèo nè. Chuyện với mèo. Ủa giờ mà không phải mèo tôi. À mèo hoang. Mèo hoang. Giờ mở tivi lên có gì không nhá. Có coi phim kinh dị nữa em. Rồi nó không chiếu gì luôn rồi. Nó cho tôi coi Bảy Sắc Cầu Vồng. Ra đọc lại thư tình xem. Đây này. Em rất là nhớ anh. Mặc dù chúng ta không còn tiếp tục được nữa. Anh coi như đã làm tổn thương em. Mặc dù chuyện nó không phải như vậy đâu. Nhưng mà em cảm thấy rất là buồn, stress gì đấy. Và cố gắng quên hết đi về anh. Bởi vì nó chẳng tốt thế nào. Vì nó chẳng tốt tí nào. Em rất xin lỗi, em không ghét anh đâu. Em rất là yêu anh. Em xin lỗi vì anh đã gặp một người như em. Nào. Bạn này nhân vật nam ấy thì có vẻ là thương tình là bạn gái. Bạn gái gửi cho mình nha. Đây, một cái stupid. Stupid love. Gì vậy vậy? Ngày 7 tháng 6 2023. Đây có đây đúng ra là một cái ngày rất là vui của tôi. Bởi vì là cái ngày mà tôi tốt nghiệp trung học. Những học sinh khác rất là vui nhưng mà tôi lại không quan tâm. Ngay cả giáo viên cũng nhìn tôi rất là lạ kỳ. Và cái cách mà tôi hành động cũng rất là lạ. Tôi đã thay đổi tính cách trước mặt mọi người. Thế thì tại sao tôi lại làm như vậy? Tôi rất là sợ khi là chính bản thân tôi. Có vẻ như là đây anh em nguyên nhân dưới đây này. Là cha mẹ tôi lúc nào cũng cãi nhau rồi. Là do gia đình không vui. Nghe những cái điều không hay từ bố mẹ cho nên rất là buồn. Họ không còn quan tâm với tôi nữa. Và sau đó mẹ tôi bỏ nhà ra đi à. Chắc gia đình có chuyện buồn ấy. Mẹ bỏ đi nhưng mà bạn như thế này. Khá là cô đơn. Ok, giờ chơi game được không? Mình hiểu được cái hoàn cảnh của bạn này rồi đấy. Đây là cuộc sống của bạn X Nam. Bạn gái cũng bỏ đi, cha mẹ cũng không quan tâm mà dối. À đây là cái chiếc giường của bố tôi. Tôi hiếm khi nào ngủ trên đây lắm. À, ghế sofa không có gì. Đúng rồi, đây là cái bàn ăn. Tôi không sử dụng nó bởi vì không có ai ngồi chung với tôi cả. Tivi. Đây là cái tivi cũ của tôi. Nó vẫn hoạt động sau nhiều năm. À, cái này là lúc mình trưởng thành rồi, không phải tuổi teen. Lúc lớn rồi mình về đây anh em, về thăm lại nhà cũ của mình thì mình mới phát hiện ra chứ. Đây là giường của bố. Rồi tivi cũ, rồi bàn ăn hồi xưa mình không sử dụng. Anh em phải đọc hai cái lá thư ấy thì nó lúc mình tương tác nó mới hiện ra câu chuyện với mình. Quả trứng à. Ở đâu? Khoai tây, khoai tây, bức tranh khoai tây rồi rồi. Ủa? Có cái gì đen đen dưới cái ghế anh em? Ở đâu? Gì nhờ? À một tấm ảnh. Không thấy rõ lắm. Rồi diễn cảnh rồi. Memory, những ký ức à. Lên đỉnh Olympia này.
có ai nói chuyện với tôi nè. Kill me, stop, hello, Ad Nam. À đâu, cái này là NPC nói chuyện với tôi. Ủa, có sẵn con dao nè. Ấy lộn cây kiếm nhá. Hí. Có vẻ là lên thiên đường. Hí. Úi dồi, cái gì đây? Chơi tới đây mà đừng có chết nữa nha. Ôi ơi, lên nào. Hãy chọn vũ khí. Vũ khí tôi có rồi mà. Ôi, có bạn nào ấy cu té hả? Mà không có mặt anh em ơi. Xin chào, tôi là Disney Girl. Một cô gái Disney. À vậy thôi hả? Nè, thôi. Có con mèo anh em. Mèo. À sang đây giống như là các bạn xếp hàng. Hết game rồi đó. Cái gì top kill này? Game này có chém ai đâu top kill. Có trái táo rồi nè. Ủa? Sao có tấm hình đấy? Swordfight. Không có trận chiến nảy lửa gì à? À cái tựa game hồi xưa mà tôi hay chơi ấy. Phải nhắc là kỷ niệm cũ anh em. Chỗ này là nơi ký ức của mình òa về. Có vẻ như là đây là cái thành tựu mà mình chơi những con game anh em. Đó, giống như chơi CSGO. Mình lụm, mình sưu tầm được vũ khí nào thì con game này cũng như thế. Ở đây, hình nữa này. Ôi ôi, cái gì đây? Bạn bè của tôi. Tôi không thể làm điều này được nữa. Sao vậy? Tôi nhớ những cái kỷ niệm này rất là nhiều. Tôi không chịu đựng được. Lục lại ký ức xong rồi buồn anh em. Cảm thấy tim đập nhanh hơn. Nốt à, những dòng ghi chú. Sao mặt tôi nó cứ đơ đơ ấy. À, đang nói về cái nỗi buồn. Nó định nghĩa về buồn là như thế nào. Nó khiến cho con người cảm thấy ra sao. Đó là những cái chấn thương về tâm lý. Và không có gì mà phải lo lắng về cái buồn đó cả. Bởi vì ai cũng vậy thôi. Và nỗi buồn cũng có thể khiến cho người ta vui trong một vài trường hợp nào đó. Và nếu như cậu không khóc trong một thời gian dài thì cậu cũng nên tạo một ít cảm xúc. Và sau đó cậu sẽ cảm thấy tốt hơn. Đây là nói về những cái người mà hay suy nghĩ tiêu cực anh em. Đấy, cứ nghĩ về nó là khiến tâm trạng không vui. Và cứ muốn quay ngược về quá khứ để sửa lại. Nếu như chuyện gì đã xảy ra thì thôi anh em. Sao mà sửa được, cố gắng được lặp lại như thế thôi. Suy nghĩ tích cực anh nào. Honesty, sự thành thật. Nó nói là không phải ai cũng chân thật với mình. Đôi khi họ sẽ nói dối đấy. À có con đường đi lên này. Hồi đó mình tiến lên chỗ này. Ủa có cái gì này? Có cái cục gì xoay xoay nhảy qua. Rồi. Ê. Rồi có cái đường mới ngay chỗ đấy anh em. Hí. Rồi. À có một cục bên kia nữa. Hí. Qua. Hí. Ôi ôi. Rớt vào đây này. Rồi. Ôi có thấy cái gì đâu mà nó còn rớt cái này anh em. Mờ mờ ảo ảo lắm. Nhảy xuống là rớt. Rồi. À leo lên đây. Nhảy chỗ đó hơi khó anh em. Mấy cái ván gỗ nó bé tí à. Đây. Tôi thấy được cái hố vũ trụ. Hất à. Một cái ôm. Ủa ai này? Cậu có ổn không? Cái này có vẻ là người bạn của mình ấy. Ừ tớ ổn. Thế cậu đã từng khóc bao giờ chưa? Chưa. Thế cậu có muốn nói chuyện về nó không? Không đâu. Thế cậu có muốn ôm tôi hay không? Không. Sao vậy? Ôm đi. À yeah yeah. Bây giờ mới có nè anh em. Ôi ôi. Bạn thân của mình đấy. Sao buồn thế này? Cảm động quá. Đếp ẹn, những đếp ẹn. Đây là tôi đã lấy được 3 cái ending rồi anh em. Ending cuối cùng khá là có hậu đấy. Vậy là giống như là thằng bạn thân của mình hồi xưa. Có vẻ nó là mất rồi, không còn nữa ấy. Mình đi tìm lại những mảnh ký ức về cái thằng bạn của mình. Cuối cùng hai đứa gặp nhau, làm cái kết khá là đẹp. Ok, rất cảm ơn em theo dõi. Chúc anh em có ngày tốt lành. See you.